Một thùng container bị hỏng trong lúc vận chuyển, liệu sẽ chứa món đồ gì? MC giới thiệu chiếc thùng tới từ Đức, không có ai tới nhận nên được mang ra bán đấu giá. Nghe tới đến từ nước Đức, mắt ai nấy cũng sáng cả lên. Nhưng một giây sau ai ai cũng thất vọng, hóa ra là vận chuyển thủy tinh. Vài tấm còn bị vỡ nát, thế này thì buôn bán kiểu gì? Vụn thủy tinh bán ra được có vài đô, anh da đen nói rằng ai ngu mới mua. Matthew bắt đầu suy nghĩ, vì đây là hàng từ Đức chuyển tới Utah, mà Utah lại có rất nhiều viện bảo tàng, thêm cả thủy tinh dày 7,62mm, nên chắc chắn đây là thủy tinh mà viện bảo tàng đặt về. Hơn nữa tuy vài tấm bên ngoài đã vỡ nhưng bên trong còn rất nhiều, chỉ cần có một thùng nguyên vẹn là có thể bán được vài nghìn đô. May mắn còn bán được cả chục nghìn đô, ai cũng bảo tôi điên, nhưng tôi đã quyết định sẽ mua nó. Sau một hồi quan sát, thời gian đấu giá đã tới, Matthew ra giá 2.000 đô. Vì hàng hóa không ổn lắm nên cuộc đấu giá không được sôi động. Sau một hồi kế giá dừng ở 5.000 đô, Matthew nâng giá lên 8.000. Ai cũng nhìn anh với ánh mắt nhìn một kẻ ngu ngốc. Trong lòng Matthew rất vui nhưng mặt cố tỏ ra bình tĩnh. Sau một hồi cuối cùng cũng giành được nó. Tiếp theo là kiểm tra hàng, anh cẩn thận chuyển thủy tinh vỡ ra ngoài, rồi bắt đầu chui vào. Theo anh dự đoán đây là thùng thủy tinh nguyên. 5.000 đô đã nằm trong tay. Thế vẫn chưa hết, sau khi kiểm tra, anh lại tìm thấy một thứ được làm từ thủy tinh đắt đỏ, cùng với 4 thùng thủy tinh khác nguyên vẹn, thêm cả những loại thủy tinh đặc biệt khác, tính ra cũng phải 18.000. Thế là sau khi trừ gốc đi là lãi 10.000 đô. Không biết những người khác nhìn thấy cảnh này sẽ thế nào. Khi này Matthew vô cùng vui mừng, đó cũng là một chuyện bình thường. Ngày nào cũng có thùng container tiền tỷ đọng lại bến cảng. Khi không có ai nhận nó sẽ được đem đi bán đấu giá. Lên đời hay không là nhờ vào lúc mở hàng. Họ đang đấu giá chiếc thùng thứ hai, mở thùng ra để bắt đầu quan sát. Cả thùng đầy ắp, hai chiếc máy cắt cỏ cũ kỹ, phía sau còn có cả lốp xe. Tuy còn rất nhiều hộp kín nhưng trực giác nói với ba anh em, trong này toàn hàng cũ, tổng giá trị không quá 5.000 đô. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu chỉ có 5.000 đô thì ai lại chở bằng container chứ? Chưa kịp để họ nghĩ lại thì thời gian đấu giá bắt đầu. Ba anh em ra giá 2.000 đô, anh Mập cũng góp vui thành 6.000 đô. Không ngờ hai anh em Mập cũng thích cái thùng này. Chưa gì đã lên tới gần 10.000 đô. Anh Mập ra giá 10.000 đô và khiến những người khác phải bỏ cuộc. Anh rất vui mừng nhưng không biết trong đó là bảo bối hay bom nữa. Cả hai vội vã đi tới mở cửa thùng ra. Chiếc thùng tiếp theo được giao bán. Phải khi nào khui hàng mới biết đó là gì. Một chiếc thùng tới từ Ấn Độ. Liệu sẽ chứa gì đây? Cắt khóa ra để người chơi quan sát. Đập vào mắt họ là những vật phẩm được bọc rất kỹ càng. Họ không biết đó là gì. Jason đã phát hiện ra manh mối. Anh đoán 99,999% là bàn bia và bàn đánh bài. Hơn nữa là hàng mới. Giá ít cũng phải 15.000 đô. Khi này anh đã chuẩn bị tâm lý hướng tiền. Quan sát xong rồi giờ là đấu giá. Khởi điểm 5.000 đô. Sau một hồi, cái giá đã lên tới tiền chục nghìn. Jason ra giá 16.000 để lấy chiếc thùng. Không ngờ ba anh em cũng rất mạnh, họ ra giá 20.000 đô. Sau một hồi ba anh em đã bỏ ra 30.000 đô để mua lấy nó. Hôm nay có giàu được không là ở khúc này. Họ mở những chiếc thùng ra, quả nhiên không làm họ thất vọng. Ba cái bàn bia bằng gỗ mới, một bàn bóng cỡ nhỏ, một bàn bóng bàn và 5 cuộn giấy dán chuyên nghiệp. Thêm cả mô hình bàn bia, tính ra tổng cộng lên tới 50.000 đô. Trừ 30.000 đô tiền gốc đi thì lãi 20.000, bắt đầu bán cái cuối cùng. Theo lời giới thiệu của MC thì đây là thùng được chuyển từ Nhật Bản. Mở thùng ra để quan sát, đồ vật bên trong được đóng gói rất kỹ càng. Một giây sau Jason ngạc nhiên muốn rơi cả hàm. Theo ký hiệu trên thùng thì đây là máy tính bảng, còn một cái thùng khác là TV. Cả thùng lớn toàn là đồ điện tử, vượt quá cả tưởng tượng. Theo tính toán của Jason, có thể cái thùng này vượt quá 100.000 đô, đổi ra tiền Việt là bao nhiêu nhỉ? Nghe tới đây Jason thèm chảy cả nước miếng, khởi điểm là 1.000 đô. Jason đã chuẩn bị trước tâm lý, dù ai ra giá thế nào, anh đều vượt lên. Sau một hồi cái giá đã vượt quá 20.000 đô, Jason ra giá gần 30.000 khiến những người khác im lặng. Thế là chiếc thùng ước mơ đã vào tay, anh mau chóng kiểm hàng. Nhưng một giây sau anh vô cùng thất vọng, một thùng điện thoại, nhưng tiếc là bản ni lông trưng bày, một chiếc TV giả. Khi này sắc mặt anh tối đi, tìm tiếp, vẫn là sản phẩm trưng bày. Không cần tìm nữa, Jason vừa mở vừa chửi. Người đâu mà thuê hẳn thùng container để đựng rác thế này. Về chỗ anh Mập, đây là chiếc thùng họ tốn 10.000 đô để mua về. Mở ra và thấy một cái máy nhỏ, một giây sau anh vui tới mức nhảy cả lên. Trời ơi, hóa ra là hai chiếc xe đạp mới tinh. Bên dưới còn lắp thiết bị cao cấp, mở tiếp vẫn là xe đạp. Hơn nữa còn là hàng hiệu, thuộc loại chuyên đi thi đấu. Cái thùng khác mới là bảo bối thật sự, cũng là xe đạp hàng hiệu. Hơn nữa còn là hàng đặt, thế là anh kiếm được một số tiền lãi lớn. Tính ra lãi 10.000 đô, tổng kết lại ngày hôm nay nhé. Ba người đứng đầu đều kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ có Jason không kiếm được gì còn lỗ mất 26.000. Bạn dám tham gia trò chơi mạo hiểm này không? Hãy ấn theo dõi tôi để xem được nhiều video hơn nhé.